hạt chanh dai núng nến mềm tan, mát mịn ở trong miệng, chua chua ngọt ngọt kết hợp cùng với sữa tươi nữa là bao cuốn luôn. Chị nào mà chiều chiều hay bị thèm trà sữa mà muốn cắt bớt ngọt thì có thể thử món này nha. Có thạch ngon, nhai vui miệng mà lại còn bổ sung vitamin C. Đã nói là quên lối về mà quên luôn trà sữa. Hay mẹ mỉm nào ngày hè đang muốn làm món ăn vặt cho bé, em đảm bảo bé nào cũng thích. Nhờ màu sắc bắt mắt mà thạch thì núng na núng nến mềm tan, thơm thơm mát mịn cho ngày hè. Nguyên liệu thì siêu đơn giản, chỉ cần một chai nước cốt chanh dây đường phèn nhà tiệm Phố Núi, rau câu dẻo và một hộp sữa tươi không đường. Công thức thì em để trên màn hình mình vừa xem vừa làm nha. Anh chị mình yên tâm, chanh dây nhà em cô đặc từ những quả chanh tươi, căng, mọng nước, không chất bảo quản, không màu thực phẩm. Pha nước cho cả gia đình hay làm thạch thì đều ngon. Mà còn nhiều cách chế biến lắm, clip sau anh chị tiếp nha.